Ngôi Thầy Thú Bác. Hôm nay ban tổ chức chúng tôi được sự đổi mời của gia đình được về đến đây, được mang đời ca và tiếng hát của mình mang đến đây nhịp cầu kết nối đô thương, là niềm vui, là niềm tràn hạnh phúc cho gia đình trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, sẽ không để quý vị chờ đợi đâu hơn nữa. Vâng, kính thưa tập thể quý vị, ông thưa bà, quý cha, quý mẹ cùng cô chú chú bác gần xa, hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt của đại gia đình chúng tôi đã tổ chức liên hoan nhà mới. Vâng, hôm nay thứ bảy ngày 31 tháng 12 năm 2022, tức ngày 19 tháng 12, bố Lò Văn Thanh, mẹ Lò Thị Mống, con trai Lò Văn Hành, con dâu Lò Thọ Đà. Vâng, xin được chính thức tuyên bố mừng lễ Tân Gia Lại Cát. Xin phép bố hoàn thành, đó chính là xây nhà dựng cửa, gia đình hạnh phúc. Vâng, sự có mặt đông đủ của toàn thể các bậc các vị đã dành tình cảm, đã dành thời gian, rất chút thời gian bằng ngọc vui chơi cùng đến đây và chúc mừng Tân Gia Lại Cát của chúng tôi. Ban tổ chức chúng tôi cũng xin được thay đời cho gia chủ, xin được chân thành cảm ơn đến toàn thể các bậc các vị khách quý đã không quản ngại đường xa xa xôi, đã có chút thời gian bằng ngọc và đến dự và chung vui. Chúc toàn thể các anh chị có một buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc. Chúc cho toàn thể các anh chị một năm mới an khang thịnh vượng. Vâng, hãy đem một tràng vỗ tay cho đồng nghiệp nhất nữa nào không ạ, các anh chị ơi. Chúc mong tinh này có mẹ bên đầu hàng sườn, bản luật pha xuất khỏe với lại sổ tạng nạ sang bọn trung ương. Sổ cảm ơn này, em bà nào có mẹ, các bà mẫu. Còn chưa thích tố khỏe, em có đồng sổ sườn, bay cảm ơn bóng bò bóng mẹ. Chúc mong tinh này có mẹ bên đầu hàng sườn. Học ở Canada, hiểu nga nả ma sân khấu ở gắn tống mưu chèo phong hạ khỏi tương này báo bà mẹ ơi. Sổ chim nó môi trường phụ trả lì, chim nó bí thủy phụ trả toàn, chim có lạ nạ phèn, chim mẹ êm canh này nhân phèn sàn, chim ải cánh nào là nhớ kìm ke. Ơ nhan chào khỏi lạng sắc bón ạ phùa mẹ ải êm, mẹ bà phùa mẹ ý ai. Vì nhân kiệt thì tó bản tó phùa, tó hiên tó trầu, ơ bà biết bóng là đẻ thẻ là hay. Bảy hôi nó chạm nhằm nằm bất khủng, một lúc nào vùng bà vẫn khủng phà vẫn khủng buông. Lúc chè về khủng, chắc phải hạ bạch chân anh chào lúc giờ tạc của đại hồng lại tỉ mỹ này thầu. Lúc đạt thì tất cả vùng sống phá mà dẹp hơn dẹp chào, mà dẹp tàu dẹp chi. Nhan si phỉ gì chân bà ải êm hay bà phổ mê ý ai. Thuần tốc tạp bồng toàn, phà bé đẹp hiểm chung ngon. Kim khẩu có phê đầy vua đài, kim lanh cái kiểm ngai có phê đầy vua đà. Ngớt phải phát chân này có giò, ngớt phải hỏng chân này có bề. Ngớt phải cái có giống xỉa này, ngớt phải quay có giống xỉa là. Ngớt phải cả chân này phát ngừng phùa mẹ tu xuống lặng có chính ngươi lặng quàng. Chân đi chẳng có xẻ nhớ phải tán say, chân ao xẻ hỏa lai phải tán ngồi. Chân ao xẻ xài phải tán xì mạng kém khồn. Chân phải bao thừa cả mắt đè buồn mày. Mưa xài chẳng ma mưa quả hà đầy. Chẳng biết đầu mùa bố ma đập đất cùng xú. Chẳng biết mùa nhớ mất tì quay đi mất hà. Chẳng biết đầu mùa bố ma sổ cáo sổ mơi ải ép ải lòng quả mè sổ bàn sổ bàn sổ nghiêm sàm xá hạc quanh bấy bìa bác thàm thấy lắm nơi sửa đủ hồi đường kiểm mà chôn bọn hẳn sắp quán chôn hơi trong khỏi với mỹ sàng ửng xưa. Thứ nhất sổ chung học ải ép của mẹ ý ai khuất nà sầu bàn dẹt kìm phá tai mà cường khừng trong phương sức dùng phải tháp khừng dạp dạp sắp tồn có ma có ống đa đồng. Thứ sổ má má bàn lửa qua xung khỏi sổ lại tàn nà sắp có ngọc châu hương sổ khắp mờ này ép ải lòng quả mè bàn cuống ải lòng này dẹt địa bàn mất tướng chẳng bàn dẹt gàn nước mất tướng chẳng hù phù bè ca để ép màn phòng phù rút lòng rút ná mít bà tù màu điện bùn tàu mất ướt sùn sao nghe hảo khăn mặn giúp nơi ải ép ải lòng quả mè bàn cuống ơi. Xin trân trọng kính mời MC Đào Hương đại diện cho gia đình ạ. Xin trân trọng kính mời em ạ. Chúc mừng xin ảnh xin yêu xin có xin mẹ sang món đồ tẩu đồ làn một tế ngoan để xin cứ chẳng tặng ngày làm hơn phần trăm thay mấy thì chẳng hà để mình đi bên trong chẳng kiếm mát hà này đầu mù cú mang cú há cú chuồng chẳng mới dịch sòng sàm ban cầu cứ là sòng sàm ban cầu chúc mừng nhân mấy chẳng lại sống mới gặp biển cú biển già biển tà biển ngay biển chính chuyên xã bàn lại mưa nắng nóng thành niềm phủ nhiên trần cái thường đó cay phủ trai trần cái thường bó tóc làm mà sổ sinh hoa hờ ảnh nồng của mẹ thì nồng tinh thá phục hào
bảo thận bản giữ lý tên sẻ tình bình đắc hưa sầu sầu ba sông dòng văn tà tà nị bền nà đê dự kín tê tuốt mong nguồn bền đài tuốt mất xài bền phần tuốt mong măn cà phê bền quân bài ca lầy ngân hán khải quán lầy ngân kiều tiêu tan bản đài trù nơ xuống mải xuống em nơ mình đi quần trời đàn ngắm sườn có đúng thật thay ta nâng ướm tên cá bàn bó bay trời quàng bướm chề ướm mình ngưỡng bó khề sẵn mốc sao qua tùm và nắng ủng bụi trưa bình tên cú buộc phở phở phô bình sẵn bà cổ chuồng cổ háo tầng xưa xà đưa phố lấy nơ bình hùng bày hở lễ hôn đù là tên cá phùa mía cứ bà phả đuồng phồng mi lại chừa son chắc bà dân năm đương quàng băng ô bà nội bà nháy lầy trốn phải lý biệt cùng kênh và quạt sửa lúng múa hồng hầu mai hoặc cùng ẩu nghe ta xót biển văn bất chắc ẩu quám đầu tộc cùng ơn cái nai cực cứu ruộng sàm sầu nón tộc khót bát tàn ơn đà chúc bồ tinh sòng quám đại xưa được đùm chúc kênh tinh phùng và cột biển sân bà phồn cú lán nở tầng bằng lồn men được tinh sòng để nơi dạ vâng, vừa rồi chúng ta cũng được lắng nghe một đội phát biểu bằng tiếng Thái mà gia đình muốn gửi tới toàn thể quý vị khách quý. Chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi rất chút thời gian đến dự và chung vui cùng gia đình. Sự hiện diện đông đủ lành yêu thương của toàn quý vị là niềm hạnh phúc lớn lao nhất đối với gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay sau đây xin mời MC Hoa Núi sẽ tiếp tục chương trình của mình ạ. Dạ vâng, chúng ta thực hiện các anh chị trân trọng và thân mến. Vâng, gia đình chúng tôi, ông bà và anh chị cũng có chén rượu để cảm ơn chân thành nhất đến vật thể của ông bà. Chúng ta hãy rót những ly rượu của mình lên đi ạ. Số mới ải em này nó còn mè bản cuống nọ hái đảo thái bay sang bọn chỗ hơn là ải em các bà phổ miệng ý ai cỡ mi chén đảo nồi đừng sổ ra mở này em này nó còn mè nọ hái đảo thái bay nè ải em ơi nó còn mè ơi còn mơ hơn mà cứ mở sang bỏ